ta sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Vui buồn buồn vui. Nam mô thượng công duy trì cơ mẫu nam mô chư phương trời mười phương Phật. Nam mô đại Phật bất tử vô thượng nam mô tôn sư cùng là thế giới đại từ đại bi vô di đà. Nam mô đại bi quan âm bồ tát. Nam mô đức này sanh di lạc tôn Phật tôn chư đại Phật tổ chư đại thiện sư chư đại minh sư tác đại chứng minh. Nam mô chư Phật chư tổ chư thiên chư lực chư thánh chư thần. Nam mô tứ đại chư vương tánh anh bất bộ nguyên tịnh. Nam mô thiên tướng bát quái tịnh chư đồ thần lãnh tâm ban cho thế đại. Nam mô thế tuyệt diệu 686 viên tịnh phụ. Nam mô bát bộ chư tôn thầy tổ tứ bồ tát chư thần thánh đất đai thổ địa tất cả chư vị long thần hộ pháp thủy thần địa thần hoan hỷ cùng lòng điệp quý trường đạo trường sư đại độ Phật tử nhiều tiền đặt đàn tràng thì tụng kinh chú trước cúng dường pháp giới cúng dường tam bảo cúng dường cầu nguyện cho ba thánh chúng sanh dân tộc Việt Nam được an lành hạnh phúc ấm no cầu cho quốc thái dân an đặt đàn tràng thì tụng kinh chú cầu an cho quý đại độ Phật tử nhiều tiền cùng gia đình luôn luôn được thân khỏe tâm an và được tâm kiên cố tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Lập đàn tràng thì tụng kinh chú cầu siêu tất cả vong linh hương linh âm linh hữu tình chiến sĩ trần vong quan hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thai nhi sản nạn thai nhi bị chối bỏ trở thành quan gia trái chủ, quan gia trái chủ như tất cả các vấn đề đầu hữu Phật tử nhiều tiền từ trong gia đình đến bạn bè tất cả vong linh linh âm linh chết sông chết biển chết ao hồ chết âm chết chém chết cháy thất khổ tự tử chết vì tai nạn giao thông chết vì bồ ngải mới chết siêu bồ lạc mã chết tối thác kỳ tử chết bờ chết tự chết công người thân chết vì thiên tai động đất sóng thần hoàn bảo đồng những thiên tai lớn nhỏ khác nhất là tất cả vong linh hương linh âm linh ngũ huyền thất tổ bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ quan gia trái chủ của tất cả đầy đủ Phật tử hiện tiền nguyện cho tất cả chưa được siêu sanh nguyện cho được siêu không được no đủ thì được no đủ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô di đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô đại bi quan âm bồ tát tác đại chứng minh. Nam mô đức này sanh di lạc tôn Phật. Thank you.
Thank you.
chính phủ rất đông người trên cái gì chúng ta đừng nói số thằng ngoan bội dục những thiên tai nó nhiều cách thiết là tất cả phong linh âm linh của quyền tất tổ ông bà nội ngoại hai bên vạn linh trăm họ quan gia tế chủ của tất cả người đầy đủ phật tử hiện tiền trước đàn tràng cầu siêu chúng tôi tự trì tụng những nguyện cho tất cả phong linh linh âm linh đồng được no đủ và siêu thoát được quy y tam bảo quy phật quy pháp y tăng cùng một pháp danh là siêu thoát cầu xin cha mẹ như lai chư thiên chư phật chư bồ tát và địa tạng vương bồ tát nhờ dạy dỗ dìu dắt tất cả phong linh linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát được bản sanh cực lạc quốc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chúng mình nam mô di đà lập đàn tràng thì tụng kinh vô nguyên cầu siêu công đức thù thắng hạnh vô vi tam phước giai hồi hướng phổ biến pháp giới chư chúng sanh phóng đại vô lượng quang phát sáng nguyện tiêu tan chúng chư phiền não nguyện đắc trí huệ chứng minh liễu phổ biến tội chứng tất tiêu trừ thế thế tu thành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ tùng cứu phẩm liên hoa vi phổ mẫu hóa ngài kim phật cổ vô sanh bao tội vô tát vị ban lữ khi sư phụ nguyện phong linh lên âm linh cùng một thế siêu thoát thì con mới đọc bài tự quy phật nhớ không? Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quy phật tự quy chúng sanh hãy giải đại đạo phán vô thượng nam. Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát tự quy phật. Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát từ bi tâm hướng về chúng sanh. Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy y Phật. Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy y pháp đường vị chúng sanh tâm nhất chân tam trí huệ. Phong linh hướng linh âm linh cùng một pháp danh là siêu thoát đã quy y tam đường vị chúng sanh. Qua bao nhiêu năm tỏ lỗi lầm
thầm di sinh bao điều sân hận, hỏi người có biết mình vẫn vô mình, hỏi người có biết nghiệp chướng vây quanh. Người còn tao tác oan trái nghiệp duyên, là người vẫn sống trong bao muộn phiền. Xin em quy y về với Ngài, xin anh sẽ duyên cùng với Phật, để cho được sống, sống không mê lầm. Tôi xin con người dừng lại và suy tư, nhìn sâu trong đáy tim nhau, chia sẻ cho nhau ngọt bùi. Tôi xin con người ngọt ngào lời nói yêu thương, con xin chư Phật độ đời người biết thương nhau, để ta mơ ước nương ánh Phật quang, để đời quên lãng tham si sân hận. Con xin dâng trọn tấm lòng, con xin quy y về với Phật, để con được sống, sống yêu thương người, và con sẽ sống.